Và sự đây là gì mà chú kia chú muốn cả anh quản hạn Unity bằng buồn lắm mà thường là này là nếu mà riêng mê riêng nổi ấy từng riêng mê riêng từng vô dụng phơ mà anh lực vì bố là tôi vẫn chạy mê riêng mà nhưng mà thật vừa hạt nó chỉ cao lực của tôi chỉ cao một lần mà tập hiệp về miền 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 sẽ tập hiệp miền giàu ấy cái tôi nhưng mà thật vừa hạt ngọt đấy bằng buồn chạy mũi what have these people been doing or what has been happening ta nè tụi con kia đi ban cầm bùng thừa vây rồi có miên là vây bằng ban cầm bùng thế cả làng cái những gì bị bền chúng phải continuous nè chứ là tim mũi ní cứ muốn nắng vía vía mày rụp phía rồi mình sẽ khơi nhỉ muốn nó pliền nè muốn nó pliền đặc biệt lấy vì ăn pliền mấy mình đại vì mày vì sao mà nè vì sao mà lời những gì đăng thảo ô sao tại vì pliền mà ăn vì sao mà chứ như thế it's been raining vì tiếp tại pliền thay thay it's been raining ok muốn nó có thể còn bàn mưa từ tủa nè muốn nó còn bàn mưa từ tủa ta lấy nó có tiếp tục chụp mưa từ tủa thì chứ như thế mấy con niếng bán tiếp tại mưa từ tủa như thế mấy she has rồi có she's been mưa là cái mưa watch thế mưa watch về bạn tiếp tại mưa thì present perfect continuous she's been watching TV, right? She's been watching TV. Ok, mới qua pi nè này mà có từ từ lên từ đi hai cái nhé, từ từ lên từ đi hai, lại có chút mấy bạn có từ từ bán lên từ đi hai. Chứ như vậy ta they have got Dave been been hai những lên cái lên playing thế, playing play in ten tennis. They been playing tennis. Ok, nhưng mưa thì muốn còn rốt nữa, lại còn hot thế, hot hot như vậy ta. He's been, he has been, có he's been đấy, he's been running. Bạn tìm thế, rốt hỏi thầy thầy đi. Ok. Chứ bây giờ perfect continuous bị trong miền này chẳng. Nên bây giờ dân khơi đưa ngay muối, khơi còn hot chứ, khơi còn bùng hot lắm mai, còn từ từ rốt thôi. Những gì thế không? It's been running. Các bạn tự tự rộng. Khi bố kê chụp lên của bố tiếp hả? They've been playing tennis. Ok. Chứ bị chỉ rương mới là tự tự cả làng hỏi cho mày cho mày. Nế. Cứ chỉ rương mới là cả làng cho mày cho mày. Buồn thịt mùi này. Khi là mau cho một buồn thịt bì bỏ hiếng. Cái ở dưỡng write a question for each situation. Những cái ở dưỡng say, xâm đua, xâm rạp, thàn phiệt như mùi mùi năng. Đó là lý mùi ta. You meet Kate. As she leaving the swimming pool, you say, "Nẹt chụp khay nó, nó bê ra niếng, bung tại chân bì à khay tắc hay này xua. Hi Kate, how was day Kate? Has you been swimming? Tại này từ từ khay tắc how vậy? Has you been swimming? Okay, lịch bì, chia sẻ không nói ra tại ta sai cả thiệt mà mình xua. Chỉ cần ngua tặng bị hiền mê riêng mà mày. Và you have arrived a little late. To meet Ben, who is waiting for you, you say. Then I man mặt đỏ, man mặt đỏ, hiện dưới tích, little late. Nằm bấy chú Ben, đài là cầm bông tại rung chạm nè. Chẳng nè, anh dạy thảo, oh, I'm sorry, I'm late. Cầm xong tốt không, nhau mau dưới, nè, Ben. Ben, dân xu qua ta có bàn chạm dưới nhà bê mãn. Từ chạm dưới nhà bê mãn, oh, how long? Rồi còn dương bạch cho hai lớn đặt lớn là khỏi của bạn thì đã xua là have you happy một nữa have you been been mà rung chạm từ wait wait từ waiting have you been waiting long you à have you been waiting long là nãy từ từ rung chạm anh từ nãy bạn rung chạm you à rồi lịch bấy như này chance little boy comes in the house with a very dirty face and dirty hands. Comment tôi robot chén nè, còn tôi robot chén cho mà không comes in to nó cho không có tiếc. Chỉ mùi nó mục đồ có phở là bà con. Mình mục phở nó mà mục con từ khởi ấy nó cứ còn mục con bẩn lạ nữa, mục đẹp bẩn lạ khăng là bà con đó. Chỉ mùi nó mục đây có phở khăng đó, mục đẹp bẩn lạ khăng. Hơi nó đầy đây, đẹp bẩn lạ. Dirty hands. His mother says, "Why are you so dirty?" Hai đứa bạn trên này cực khịch mẹ, nó phọt mẹ. What? Tại này bạn từ từ thứ ấy nè. What
What I have you been mà do tới doing nè. What have you been doing? Đó này bạn tự thử ấy nó khoảng lắng đấy. Okay. What have you been doing? Cái lịch bốn là you are in the shop and see Anna. Này anh cứ người con ông hàng hỏi khơi Anna. You didn't know she worked there. Này ai đăng nè, này ai đăng thành điện bàn thử cả thì nụ tê chẳng này anh dễ. Hi Anna. Sức đây Anna. How long? How long ấy chứ? How long? Ta nè, dạ bê má nè anh thử cả nè tí nè. How long have you been working here? Ta nè mang phương thử cả nè, dạ bê má nè. How long have you been working here? Okay. Nhưng xưa xong độ bài năng nè. Phần số kết phần ta nàng tí phụ nè ngọt nè nàng tiền cho phần mà thương luận ái nè. Tỏ bình mơ thương ngọt nè thương luận ái nè xa thiệt. Ok, a friend tells you about the shop. He sells phones, you say. Mật nè bằng, mật nè, rạp nè, ẩm bí, cả nghề nè, cả nghề bằng quạt nè, his shop. He sells phones, cả nghề quạt nè kế, cứ quạt, quạt lụa tay phone nè, cho nghề anh. You sell phones, nè anh lụa telephone nè. How long? Nè anh, dạp bên mạng ấy. How have you? Ta nè anh. How you been? Do đấy. Doing nè. How long have you been doing that? How long have you been doing that? Ta dạp bên mạng này anh thưa ca nghe lắm. Thưa ca nghe lắm. Ca nghe cell phone lắm. Lũ tư sạm lắm mà. Ok, ta thấy thiết buồn dịch bay. Thì cái dương read the situations and complete the sentences. Nhưng an là than phiền nó hơi bồng bềnh ví dụ thằng họ nâng. Khi lịch mũi thay it's raining, it's raining pleang này mà về cái phù hợp liêng. The rain started 2 hours ago. Nó pleang nó chắp đang pi màu rồi nhá. Nhưng vậy thay it's been raining for 2 hours. Và vì ban cái vùng nó pleang vẹt với pi màu hơi. Ok lịch pi. We are waiting for the bus. Nhưng ban cái dương cái phù nó đang chạm. Làn cồng. We started waiting 20 minutes ago. Dương bàn chập đám cá ruộng chạm đang pay nhật tí muôn mà hôi. Chắc bên đây thầm mấy. Bên đây dương bàn ruộng chạm mà pay nhật tí là dương dễ thầm mấy. We have to we've been been mở chạm gì waiting. We've been waiting for 20 minutes. Waiting dương dương đó. We've been waiting for the bus. Dương đại pin lấy các bạn ấy nè. We've been waiting for the bus for 20 minutes. Mà dương dễ chẳng quá. Cứ miền này cũng khổ này nè. Miền này là dương bạn cũng phụng chạm. Mà dương chạm nhạc bên phần tìa. Chứ là bạn dụng đi smart là pi lưu này. Ok, nhưng mà mơ lịch bấy. I'm learning Japanese. I started classes in December. Nhưng mà phụng đại diện Japan. Nhưng bạn chạm đàn thân nạ bọc hiếm. Nó không khai đọc pi. Ok. Giống như anh thả, dùng bàn riêng phía xa Nhật Bản tăng phí khai đọc bia. Giống từ I've been riêng từ learning ấy, Japanese. I've been learning Japanese since December. Tăng phí khai đọc bia mẹ. Chẳng dương mưa tới bên này dương chạy cả về sản phẩm con hiểu ớt. À bây giờ thì kia đi rồi phép dưới nhưng vậy mà bây giờ chọn mà. Thế nhé, xung quanh chẳng chẳng mà ở dương chạy cả về sản phẩm con hiểu ớt nâng. À về sản phẩm con hiểu ớt nâng. Ok, lịch 4. Jessica is working in a hotel. Jessica nâng cứ cầm phương tại thủ ca nữ. Nó tài là. She started working there on 18 January. Nên nếu mà anh chạp đám ca nghe nữa thì nụ. Ngày thì đọc mấy khái. Khái mùi. Okay. Chẳng dừng thật Jessica nâng mệt. Bạn cũng đã chạp đám cả nghe nữa. Jessica has been này. Has been working nữa. Jessica has been working since 18 January. Ok, chạp đám phí ngày động bày với mẹ nữa. Our friends always go to Italy for their holidays. The first time was years ago.
tham mật đồ bò dưới nó cứ tay là từ Italy nó mẹ mẹ bị sự mạng ca là bà phụ kê lực tìm muối cứ chọn cho nào mà hỏi lực tìm muối cứ chọn cho nào hỏi chứ đầy biến nè đầy biến going to Italy nó for years nè dạng như thay chè phụ kê nó cứ bàn tới they have been going to Italy for years. À, cái bạn từ lên Italy nó chọn năm rồi, tới tiệt. Nó cứ repeated action. À, ở về chọn năm, ở giờ về mà thế nhưng phải present perfect continuous. Ok. Ta là giờ mà mơ ví dụ như tổ tiết. Nhưng bây giờ put the verb into the present continuous. Am, is, are, ing, or present perfect continuous, have, has been, ing. Chính cái ở những đại kỳ giả sạp nó không tùm rộng này vậy. Tùm rộng bạch bàn ca cầm phụ bằng to được không? Tùm rộng bạch bàn ca bố đi bố cầm phụ bằng to mùi perfect, mùi ổn miên perfect. Ok, mở tìm mùi. Maria has been learning English for 2 years. Ok, khi nhận đặt for 2 years, ở dạy bê bích nào mày. In the present perfect continuous. Okay, let's be the hi Tom. So say Tom, looking for you. I need to ask you something. Okay, I'm looking for you, or I've been looking for you. Nhưng còn buồn thì mưa nữa. Nhưng ban rõ mưa này ai nha. I have been looking for you. Nè, nhưng ban buồn thì rõ này ai. I've been looking for you. I need to ask you something. Khi thời ca xuân anh quay mùi nhé. Why at me like this? Stop it. Thế hai đấy mà gì đây anh cầm buông cái mưa một nhóm sầm lăng một nhóm sầm lọ một nhóm đôi chân đấy. Chụp á, chụp stop it. Chứ bên này anh sẽ ăn một nhóm lọ vậy chẳng tới cái lên thả ai vậy. Why hai bên này anh sầm lọ một nhóm nữa. Mưa một nhóm nằm lần một nhóm. Why are you looking at? Looking at lần từ kia. Why are you looking at me like that? Like that đôi chân này. Okay. Rachel is a teacher. Rachel là người chỉ crew. She teach for 10 years. Ở dạy bế đọc chân nam. Như chân nam mất là ở dạy bế à. For anh cứ ta tập bệnh perfect chân này. Then she's has been teaching, she has been teaching for 10 years. Oh yeah, bit option I'm having. Okay, let's be honest. I think about what you said and I decided to take your advice. Okay, I'm thinking, look what I've been thinking. Now, I'm going to put the good in. Khi mà anh cầm bông để cất nó, what you said, chứ nè anh ban là gì ấy. Nhưng ban bông để cất vì vậy là nè ban là gì, chứ mà anh cầm bông để cất thì nó ban, ban cất, chứ là nó cái gì present perfect continuous nữa. Thì chỉ I have come back, I've come back, I've been thinking about what you said and I've decided to take your advice. Hãy cho chúng ta nâng vô đồng bộ miễn được không mà tệ ra bọn này. Okay, decided to take your advice. Này ai có đòi gì bỏ lấy cái nhầm dụng đằng màu. Okay, chẳng decided to take your advice. Advice này cứ đồng hiệu bỏ nó, bộ miễn. Đấy cứ xong lại chất. Decided. Okay, lấy bà mùi. Is Paul, này ăn là Paul đó. Is Paul on holiday this week? Ta Paul cũng cứ phụng tại nơi vì xong lại cá là tự nhiên. No. Thế còn cầm phụng là thưa ca. No, he ấy kì. Còn cầm phụng là thưa ca nè. He is working. Vì xe mạng cái phụng thưa ca nè. Ok, he is working. Ok, là Sarah is very tired. Sarah nó cứ hot khăn à. Ai, she is very tired. Very hard recently. Cái recently là thamay thamay nè. Nhưng vì thamay thamay hôm nay là nhưng vì present perfect continuous, ok. Nhưng she has because she's she's been working,
She's been working very hard recently. Thamai neng. Khi niem man thua ca yang khlang na, ca yang prang prai khlang neng. Thamai neng. It's dangerous to use your phone when you are driving. Vi khu thana na. Nang nang pu ca prai. Vi khu thana na. Pu ca prai telephone to use your phone when you driving. Pe dai ni aing kompong tae baak bo na when you are driving. Don't use your phone while you are driving. Vậy chăng na? Kom phơ tu sap na pe ni aing kompong tae baak bo. Hai dai it's dangerous to use your phone. Vi ko thna pra telephone mo ni when you are driving. Pe dai ni aing kompong tae baak bo. Lai 9 tha Laura nung mai traveling in South America for last 3 months. Laura nung ku last 3 months ni for last 3 months ah yep 3 khai jong kraoy ni. Cha nai ke present perfect continuous na. Laura has been traveling, okay, traveling. Laura has been traveling in South America nai amrik kan thbong na ah yep 3 khai jong kraoy ni. Ba kon chran na nai ku jong chop này hát bổn unit bổn mà riêng anh em bị present perfect cho hay năng thiết chỉ mồi năng present continuous nhưng mà từ từ tôi chẳng thay là khi bằng phải nhớ giờ tập hơi mà thôi làm hát luôn ai phẳng rụng lực phẳng cực phẳng rụng lực phẳng cực tập pe là nét học này riêng để luôn ai nó cứ chụp pe mà lia đại miên và sát tập hiệu phật thì mình nét học này tại sao lại dương phẳng cực phẳng rụng lực phẳng ăn vọt อันนั้นคือจะเปรียบเลยแต่ดอกพอลกับปุ่มผมพอดในการเรียนของเราครูนายอย่างเราคือจะการรำลึกมาโดยตีนเจนปีคู่ขบ่าตีนเจนปีสมัครเพียงในการรำลึกของเราอย่างมาคนจะได้นะช่วงนี้นะวิดีโอคราวที่ยูนิตติดดอกของเรา